Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Điều DI, cộng đồng chuyên chia sẻ với các sản IDO, các sản Aeropoti, các sản IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trước bây giờ chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án có tên là Bion. Đây là một dự án mà sẽ sớm được đưa vào chương trình IDO trên nền tảng BSC Station. Và các dự án Motorn luôn là những dự án rất là chất lượng hiện nay. Và mình thấy là trong những cái phiên IDO gần đây thì những cái dự án Motorn ở trên BSC Station thì có sự tăng trưởng rất tốt. Và phần lớn là những cái dự án hiện nay đều có lãi. Thế thì tham gia vào dự án iRope hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia pô tài thưởng 250.000 token RTE. Sẽ có 1.760 người may mắn sẽ nhận được 100 token RTE. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ chiếu là nhiệm vụ Terra. Các bạn thấy là phần lớn là cái nhiệm vụ join kinh Terra. Chúng ta cùng nhau làm. Trước tiên các bạn sẽ join vào kinh Terra của dự án này. Sẽ nhận nhiệm vụ join tiếp kinh Terra tiếp theo. Tắt rồi. Sẽ nhận nhiệm vụ join kinh Terra của BC Station. Rồi sẽ nhận nhiệm vụ này. Join tiếp kinh Terra nữa này. Rồi chúng ta tiếp tục ấn con tin. Thêm một kênh Telegram nữa của BC Station. Ok. Ấn con tin. Bây giờ chúng ta sẽ follow Twitter này. Ở đây mình đã follow trước rồi nhé. Rồi like và retweet là pin tweet với các cái thẻ test ở đây. Các bạn chỉ là copy những cái thẻ test này vào. Like chọn close tweet này, thêm thẻ test này. Lutit này. Chọn con tin. Visit Facebook và kênh YouTube chúng ta lượt này. Và đây mình đã follow rồi. Ta ở lại ở trên kênh YouTube khoảng tầm độ 2-3 giây. Sau đó quay trở lại con tin. Facebook cũng đã làm tương tự, chúng ta cũng sẽ follow vào lại đó. Ở đây mình đã join rồi nha. Chúng ta sẽ join vào cộng đồng của dự án dân con tin. Với phần địa chỉ ví thì chắc chắn sẽ là phần địa chỉ BSC. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví từ MetaMask hoặc là chiếc wallet tập kết vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện iRope về một của một dự án có tên là Bion, một dự án sẽ sớm được bán IDO ở trên nền tảng BSC Station và hứa hẹn là một trong những dự án rất là triển vọng. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.